Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cùng nấu một bức chanh, một bát mì nha mọi người. Và để nấu bữa nhờ ra, mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cùng nấu bức chanh bát mì này nhá. Ok. Ok. Cho à. Ăn dư màu. À đủ. Đi chơi. Màu lá cho ai? Ăn dư. Bật quả. Ok nha mọi người. Đợi mình chút rồi mình sẽ tô nha. Chỉ cần dùng mấy mẫu cơ bản thì là được rồi. Tiếp theo thí sinh tiếp theo nha anh em. Màu này nó chụp anh em. Đó, hết tôi đều mình nhé. Dân tộc mình không? Ok nha. Alo anh ơi. Còn anh nhớ là mày nhớ cao, một cao một thấp một đen luôn. Mấy đen. Đó, cây tướng là cái loại là chuẩn bị. Đó, âm Thank you.
Ok nha mọi người. Ok mọi người. Tốt rồi anh em ơi, tốt rồi. Okay.
đây à. Một cái tô đi ạ. Ok. Quên rồi, quên rồi. Người không biết là không có tội. Ơ, chúng nó sợ cái gì là lít phim ra ngoài nhiều vậy? Sợ vậy. Thì mua chuyện này. Ừ. Bởi công chiếu đặc biệt. Thật ra là chúng nó ít xem giả lắm, chúng nó đi off. Xem off. Ở trong offline giống như của cái đợt trước tôi đi hả? Ừ. Nếu là cần được thì mình sẽ off luôn hơn. Đeo bức tranh của mình sau khi mình đeo tông màu xong một nửa nha mọi người, và mình sẽ hoàn thiện lốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của mình đang có muốn theo dõi mình nha. Đấy, xin đẹp em của này. Yo. Ba mình đang được được. Ok nha mọi người. Quá đồ đáng nhớ mình. Ok. Và video mình đến với các bạn mọi người.